Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi diễn biến của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Cha và con trai của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Bao năm chiến tranh khiến nhiều lễ hội không được tổ chức. Sau đó là thời kỳ khó khăn làm cho người ta thường nghĩ đến nhu cầu trước mắt. Tuy nhiên, lễ hội làng tròi vào ngày 8 tháng 2 âm lịch hàng năm vẫn được duy trì. Hồi những thanh niên của làng lên đường ra trận, các cô thôn nữ đảm nhận việc khiêng kiệu thánh, dẫu chưa có tiền lệ. Bây giờ, đất nước đã thống nhất, hội làng được duy trì như xưa. Nghĩa là, những cô thôn nữ chỉ được làm quân trong thế trận cờ người. Các trai nàng khỏe mạnh được chọn khiêng kiệu thánh. Tạm quên đi khó khăn thường nhật, còn cháu dâu rể là người làng sỏi đều thu xếp về dự hội làng. May là đúng ngày Chủ nhật đông đúc hơn hẳn. Khi chiếc xe Moskvich chậm chậm lướt qua cổng làng, không những bà Hòa bán nước mà những người có mặt đều ngạc nhiên bởi họ thấy bà Bục mặc áo gấm màu hết dụ đầu vấn khăn nhung, còn cổ đem kiềng vàng về dự hội. Những bậc cao niên còn sống những người cùng tuổi đều rõ bà bục là con gái rượu của cụ cửu bùng đương nhiên từ bé chẳng phải chân lấm tay bùn trải qua bao thăng trầm cốt cách vẫn không thay đổi làng không thiếu con của các vị kỳ hào lý mục nhưng bà bục khiến người ta nể sợ bởi những bài chửi có lớp làng vần điệu của bà đến giờ chưa ai qua mặt còn một điều quan trọng khác ngồi cạnh lái xe là nguyễn văn trí kẻ có nhiều thành tích bất hảo. Ở làng từ ông chủ tịch xã cho đến ông chủ nhiệm hợp tác xã, giỏi lắm là cưỡi xe máy, ngồi ô tô về làng chỉ dành cho cán bộ cấp tỉnh, còn cán bộ huyện đâu có suất. Chẳng phải bỗng dưng mà bục trở về làng dự hội bằng ô tô, bởi bao năm nay bà đạp xe khi còn trẻ, sau này đi tàu điện vào Hà Đông rồi đi nhờ xe ngựa về làng. Năm nay sức khỏe suy giảm, bà được đứa cháu là Nguyễn Văn Chí cho xe ô tô tới tận cửa nhà ở ấp Thái Hà rước đi. Ngồi trong con xe thuộc tiêu chuẩn thứ trưởng, bà ngỡ ngàng, chẳng rõ làm sao đứa cháu móc nối được với lái xe. Đây là việc xưa nay hiếm. Không còn khỏe như xưa, từ trên xe ô tô bước vào ngôi từ đường họ Nguyễn, bà phải nhắc cô cháu dâu bê trước ghế đầu để ngồi nghỉ giữa sân. Ngồi chưa ấm chỗ, bà nói mình sẽ gia đình dự hội làng nhân tiện đào mộ quốc mà những kẻ năm xưa ăn không nói có khiến họ nguyễn lao đào thấy cháu trai lẫn cháu dâu ngạc nhiên ba giải thích hôm nay dỗ thành hoàng đến rất thiêng sợ chẳng trụ được đến ngày dỗ các cụ tôi sẽ gia đình tháp hương rồi khóc hờ và chửi mồm hai đám cán bộ xã lần cuối thôi cô nghỉ cho khỏe hoài hơi chửi những hồn ma bóng quế tôi đã quyết nên anh Hoàng lẫn chị Hương đường cản tôi. Dẫu từng quyết tâm chửi đến đời con đám cán bộ, khổ nỗi thân mang bệnh trọng và bục biết mình khó còn dịp coi về làng. Nhân lúc sức khỏe chưa đến mức bi đát, bà khóc hờ tổ tiên, khóc thành hoàng rồi trời lũ ác nhân thất đức thêm lần nữa. Sinh ra và lớn lên từ làng sỏi, nhưng khi nhắm mắt xuôi tay, bà sẽ được đưa về làng yên nghĩa bởi thân phận phụ nữ bao đời đã định. Sống quê cha, làm ma quê chồng không được nằm cạnh song thân cùng huynh trưởng ngoài nghĩa trang của làng bà từ an ủi sẽ nằm cạnh bố mẹ chồng cùng các vị tổ tiên họ hồ âu cũng là đúng đạo làm dâu hôm nay được ngày thời tiết dễ chịu bà mặc áo dài gấm đeo trang sức đây là bộ đồ bà đã mặc rồi lên hàng khay chụp ảnh sau đó thuê người truyền thần phóng to để dùng làm ảnh thờ sau này chẳng muốn con gái bận tâm bà cố gắng uống thuốc để ngày con gái lên đường sang liên xô thì bà chưa đến mức liệt giường liệt chiếu đợi cô cháu dâu đội mâm lễ đi trước bà bục chống gậy đi ngay phía sau có cháu trai bà nan lão hoàng diều còn cô chí ngồi hút thuốc nói chuyện phiếm với cậu lái xe có một điều bà thấy lạ dù đi nhờ xe của người ta nhưng cô chí sai khiến cậu lái xe như thủ trưởng với nhân viên đợi mâm lễ của họ Nguyễn được đặt trước ngay thờ, bà bục thắp hương khấn vái rồi bắt đầu khóc hờ. Ngay sau đó, là màn trời quen thuộc, khiến đám cán bộ xã đương nhiệm là con cháu đám cán bộ xã khi xưa ớ người. Dù đã yếu đi nhiều, giọng bà vẫn sang sảng còn hơn cụ tiên trì khi xưa đọc văn tế. Hôm nay, bà chồng hàng chuối ngược, bà thắp ba que hương, bà réo cao tảng tổ gạo, cao tăng tổ tỷ thúc bá đệ huynh cô dì tỷ muội nội ngoại hai hàng của quân trốn chúa lộn chồng của thằng ba đời đi ở đợ cả lò chúng mày hãy vén tóc mai gải tóc rối chống cửa ngõ cho cao chặt hàng rào cho thấp để nghe bà réo <laughs> bà chửi cho kỵ mày sợ cho cụ mày kinh cho ông mày hãi cho bố mày hoảng Bà chửi cho đổ miếu sập đình, cho ngũ đại mai thần, chủ nhà chúng mày không yên. Bà chửi cho xương trong tiểu phải tan, thịt trong quan tài phải giữa, cho tam hồn kiểu phách con đàn bà, tam hồn thất phách thằng đàn ông nhà chúng mày, hồn tan phách tán, đời con tàn, đời cháu mạt. Chẳng ai dám can ngăn, không người nào lên tiếng. Họ đợi bà bục chống gậy rời đình làng vì chẳng muốn thêm chuyện mạo phạm cờ thánh là việc nghiêm trọng. Khi xưa có thể bị tuần đinh gô cổ, bị làng phạt vạ. Bây giờ theo nếp sống mới, bắt bẻ cũng khó, vì bà Bục chẳng chửi ai cụ thể, không gieo đích danh người nào. Chưa kể nó như bài khóc hờ, khó mà bạn vẹo. Nhớ đến gương mụ thoi, dám đối đầu, giờ nằm bẹp trong nhà sợ ánh sáng, sợ gió, như người bị chó dại cắn. Dân làng đành chọn cách tránh voi chẳng sống mặt nào. Họ Nguyễn thời trước làm quan, làm tránh tổng có, làm tiên chỉ hay lý trưởng cũng có nốt. Sau này thân phụ bà Bục là kiểu phẩm văn giai. Do vậy những ẩn nước qua bài chửi, mọi người chỉ dám ngồi qua nước bà hòa gì tay nhau. Ân à, oán đời trước, vắt qua đời này khiến nhiều người tự ngẫm. Chẳng nói ra, có vài vị thầm ước, giá kể họ nhà mình có người như bà Bục, vậy chẳng chịu lép. Tiếng chống hội, tiếng loa của đám chơi cờ người tiếng hò reo của những đội thi đấu nấu cơm bằng nêu đất theo kiểu vừa đi vừa nấu chẳng khiến lão hoàng bận tâm đi bên cạnh bà cô ruột lão vừa khâm phục vừa hãi bởi dù trải qua môi trường quân đội từng tham gia nhiều trận chiến sinh tử nhưng lão chưa thấy ai kiên định lập trường khí phách hiên ngang như bà cô ruột có lẽ không cam tâm thấy họ nguyện lụn bại bà cô ruột đã dốc những lời gan ruột thành bài chửi bởi bà từng câu từng chữ đều thấm đúng như cổ nhân đã dạy lời nói đòi máu. Thấy bà cô thấm mệt, ngay khi về đến nhà, lão nhắc vợ giúp bà cởi chiếc áo dài gấm cho đỡ nực. Còn bài trời hôm nay, chắc nó sẽ được truyền tụng nhiều năm về sau. tự mình rót bát nước trà xanh tờ ấm tích được để trong giỏ ủ cho nóng. Lão Hoàng lễ phép nói, Cô uống trà, rồi cháu dọn cơm luôn. Trà ham đúng cách đó, cơm nước xin cứu trời đã mặt dày hơn thớt gỗ nghiến no rồi. Giờ tôi chẳng nuốt nổi. Thập hương trên bàn thờ tổ tiên, bà Bộc tiếp tục khóc hờ, nhưng không chửi đám cán bộ xã như mọi bận. Dường như bà cảm nhận rõ một điều, đây là chuyến về làng cuối cùng. Năm xưa, khi còn là cô thôn nữ, bà mặc áo dài đỏ, đeo kiềng vàng, vấn tóc lên xe ngựa về làng Yên Nghĩa, làm dâu nhà quan đốc học. Mấy chục năm trôi qua, Hôm nay bán vận như bà phán Ngồi ô tô về làng Nhưng chút nữa rời đi Chẳng hẹn ngày quay lại Đứng ngắm bàn thờ có bài vị Cùng những bức truyền thần của các cụ đời trước Cùng song tân Bà ngậm ngồi nói Anh cho cô chi lấy vợ sớm Trời sinh voi Át sinh cỏ Vâng Châu định cuối tháng này sẽ tổ chức cho chúng đó Xe ô tô rời làng khi bài chửi của bà Bục vẫn khiến mọi người bàn tán không ngớt. Rất làng nhìn bà ngồi trong xe với vẻ mặt suy tư, còn đôi mắt nhìn thẳng. Tự dưng hình ảnh cụ cửu bùng trong những ngày bị đấu tố được nhắc đến. Quá khứ và hiện tại luôn đan xen. Còn tương lai như miệng bà Hòa thông báo, có vẻ ông nhà nước sẽ bỏ chế độ bao cấp. Chờ rõ tin tức đúng sai ra sao, nghĩ đến cảnh không phải xếp hàng đông gạo, xếp hàng mua thực phẩm. Nhiều người có con cháu thoát ly, sống ở thủ đô đều thờ vào nhẹ nhõm. Nhìn theo xe ô tô chở bà bục qua cổng đằng, bà Hòa rót nước cho khách rồi thêm vào một câu. Khoản xếp hàng lấy nước vẫn chưa bỏ được nha. Dẫu thấm nhuần câu, cọp chết để ra, người ta chết để tiếng. Bà Bục vẫn dồn chút sức tàn về quê để trời. Không phải bà cố chấp hay ăn thua đủ với những người đã chết bà chấp nhận mang tiếng ác để những kẻ còn sống nghe thấy tiếng chửi của mình. Có như vậy, cháu trai cùng cháu dâu mới mong sống yên ổn. Đất có lề, quê có thói, bà sợ khi mình nhắm mắt xuôi tay, cháu bà bị cưỡi đầu cưỡi cổ. Nói ra sợ mang tiếng phản động, nhưng nắm cán bộ xã hiện nay, bà thấy khác nào đám cường hào năm xưa. Có chăng, phải gọi là cường hào mới. Không muốn cu trí xa vào con đường bất lương, nhưng chính sự ngổ ngáo của nó khiến nhiều kẻ ở quê phải kiêng nể. Trong môi trường toàn hùm beo cọp dữ, cô trí hiền quá sẽ bị dìm tận đáy xã hội, giống như chồng bà hay nói một cách đầy ẩn ý, đi với chó sói Về gào thét như chó sói. Xe ô tô dừng ngay trước cửa, bà bục trước khi bước vào nhà không quên dặn cô trí. Dây rạch phải giữ lên để. Vâng, cháu nghe lời bà trẻ. Dù làm đại ca với sự lì lợm, nhưng trí sẹo luôn dành cho bà trẻ bột lòng kính trọng. Bao năm mà lao tâm khổ tứ vì ông bố của gã ở làng. Hôm nay, thấy bà cố bức gia đình làng khóc hờ, gã chật cay khoái mắt. Bởi đó là những nỗ lực cuối cùng. Sau này họ nguyễn do cha con gã phải tự gánh vác. Hôm trước nghe Sương Chó báo tin, trong gara có con xe Moskovic đưa tới sửa. Biết con xe vốn là tiêu chuẩn dành cho thứ trưởng, gã lệnh cho tên đàn em chờ bà trẻ về quê dự hội làng. Trong lúc đợi xương chó đánh xe vào gara, rồi lấy xe máy chở mình về ngõ văn trường, Chí Sẹo ngắm miếng đất đầu từ đuôi tẹo ngay phía sau gara ô tô. Dù biết đất ở đây còn rẻ, gã chẳng hám về mua bán bằng giấy tờ viết tay, chưa kể tiếng xe ô tô, mùi khói thải và dầu mỡ chảy lênh láng. Không muốn sống kiếp chui gầm chạn. Gã chỉ còn cách kiếm thật nhiều tiền đợi con bạc nào khát nước bán nhà trả nợ, may ra mua được nhà tốt, giá rẻ. Lời dặn của bà trẻ, có ăn cư mới lạc nghiệp, gã thấm nhuần và áng chừng độ vài phi vụ nữa. Thay vì mua mảnh đất, chó ỉa, gã tậu luôn căn nhà gạch, sống cho sướng. Thì đã thoát cảnh đèn dầu nước giếng, chẳng dạy gì mua căn nhà lợp mái lá gồi, khéo đứa nào ngứa mắt cho mồi lửa hóa vàng là toi. Chưa vội ghé nhà Tuấn khỉ, thấy còn sớm nên chí rượu chạy xe tới cửa trường huy văn gã mừng vì cô vợ tương lai không còn vất vả dậy từ sớm để trèo thuyền hái rau sau đó gánh kẽo kẹt đi bán dọc con phố hàng bột hiện nay bán quả vật cho đám học sinh vừa nhàn lại kiếm được những là ô mai tự làm luôn hết nhanh còn các thức quả khác nữa nhìn vậy nhưng buôn thất nghiệp lãi quan viên bán cho học sinh vừa nhàn lại chẳng bị mặc cả giờ ra chơi là lúc bán luôn tay sau khi chúng vào học, vợ gã ngồi đan len đến khi trống tan trường vang lên, bán thêm lượt nữa là quay về nghỉ ngơi. Khi đã chẳng phụ thuộc vào ai, hôm nào mưa to gió lớn có thể ở nhà, hoàng đợi ngất mưa đẩy xe ra bán chưa muộn. Bọn trẻ con rất tinh, nếu cần thì chúng đạp xe vào tận cửa để hỏi mua. Vợ gã vì thế nhuận sắc hơn hồi bán rau. Đổ siêu nước nóng vào chậu nước lạnh để pha, chí sẹo tranh thủ trời ấm nên tắm gội. Gã không muốn lôi thôi bôi nhách như đám đàn em đang cầm gáo nước dội lên người thấy chiếc quần đùi thái lan xanh đỏ trước mặt nhớ lại việc mình cùng mụ béo họ uông quần nhau tơi tả gã hứng khởi vừa xoa xà phòng vừa hát ông ổng. anh đây lãng tử không nhà cái áo đi mượn cái quần đi xin dẫu nghèo nhưng khối em mê xà phòng cũng chẳng phải mua quần đùi được tặng gọi là làm tin bán hàng xong quay về lan ngồi ăn mắt sôi ngô bung thấy chồng sắp cưới phần phơ khiến cô phì cười kể từ lần đầu được dắt về làng sỏi cô mừng vì nhà chồng mặc nhiên chấp nhận dù ăn cơm trước kẻng cô tránh được tiếng chửa hoang và sắp có một gia đình nhỏ của riêng mình khi ngày cưới được ấn định cô muốn nhân dịp đi thăm bố ở trại cải tạo hà nam ninh cô sẽ thông báo để âm mừng biết chồng mượn được ô tô lan muốn chuyến tiếp tế tới đây hai vợ chồng đi cùng nhau để cùng thông báo bố của cô được lên chức ông ngoại là niềm vui cho những ngày tụ tội. Đợi mãi vẫn thấy chồng ở trong nhà tắm hát câu, quần đùi được tặng gọi là làm tin. Lan bước vào đứng ngắm gã chồng sắp cưới xăm trổ khắp người. Sau đó vợ ngạc nhiên hỏi, sao anh nói mua quần đùi thái của bánh xà phòng thơm trên chợ Đồng Xuân? Hát cho vần mồm, làm gì có con dở người tặng quà. Anh mượn xe ô tô, tuần sau mình đi tiếp tế, em muốn báo cho bố ngày cưới. Bố em nghe xong, kéo ông ấy mừng hơn mẹ chết sống lại anh ăn nói hay nhỉ mặc cho vợ khó chịu chí sẹo cười khùng khùng chẳng rõ khi biết con gái mình lấy gã làm chồng lão tùng hiếp sẽ phản ứng ra sao khi gạo đã nấu thành cơm muốn phản đối chẳng được bởi hiện nay gã đang ở kèo trên nhớ đến việc từng sai lũ đàn em tần lão tùng hiếp trong buồng tạm ra một trận chí sẹo thế câu bố vợ phải đấm chẳng sai tẹo nào tuy vậy gã tự an nổi có đánh nhau to rồi nhận họ hàng chưa muộn mặc xong quần áo gã rủ vợ lên giường nằm cùng cho ấm đi thăm bố vợ tương lai là việc nên làm gã đồng ý ngay chưa kể đây là buổi ra mắt chính thức chưa kiếm được miếng đất ưng ý gã tặc lưỡi ở giày tạm đến khi bố vợ ra tù từ nay đến sang năm chắc không đến nỗi móm sều kể cho vợ nghe về cách chữa mẹo ngày xưa ở làng ai bị mụn cơm sẽ nhặt thoi vàng mã dài theo cổ áo quan lúc đưa ra bãi tha ma sau đó rất vào cạp quần tự khỏi. Ai bị chắp lẹo ở mắt, chỉ cần đợi bà chữa đi qua, dẫm vào chân, sẽ khỏi. Thấy vợ khoái nghe những chuyện tào lao không đầu nguồn cuối ngọt, chí xẻo xoa bụng vợ rồi nói, Sợ bụng bà chữa, sướng nửa cuộc đời. Vậy nửa cuộc đời không sướng làm gì? Lúc đó chưa làm em chữa, đồ dèo mỏ. Chàng còn hứng thú dính lẹo với mùa béo họ uông. Thấy mát trời nên trí dẻo ôm vợ làm một giấc tới khi trời nhá nhem tối. Không muốn bọn đàn em đợi lâu, gã mặc quần áo rời nhà đi gặp đám khỉ gấu, voi chó. hễ mỗi lần vợ hỏi đi đâu, gã nói mình đi vườn bách thú. Cuối năm ngoái, sau khi vô được chục cân thuốc viện của bọn Hà Bắc, gã bán sang tay cho mụ béo rồi chia lộc cho đàn em. Chẳng rõ bọn này đã ném vào sới bạc hết chưa? Gã muốn làm phi vụ tiếp theo, rồi cưới vợ chưa muộn. Chắc cảm nhận được sự song phẳng của đại ca, ngay khi gã vừa vén manh bước vào nhà tuấn khỉ, bốn tên đàn em đã cho biết. Toàn bộ số tiền thu được của vi vụ lần này, bọn chúng quyết không tư hào một xu. Chí sẹo ngạc nhiên hỏi, mà đấm đầu chúng mày, đình lợn chê cám hay sao? Đại ca sắp lấy vợ, bọn em coi như quả mừng cưới sớm, đến ngày ăn cỗ, chỉ vác miệng đến chơi đẩy tễ rồi phắn. Mẹ kiếp, nói trước bước không qua, nhưng tao duyệt. ngồi quán nước ngay gần nhà thờ hàng bột, chỉ dạo ngắm phố phường giống một kẻ nhàn tản. Bởi cả con phố này cùng nhiều phố khác, những người lấy vỉa hè làm nhà không hiếm. Chẳng phải họ không có nhà, đơn giản vì hè là nơi kiếm ăn với đủ ngón nghề. Chỉ cần nhìn đám phụ nữ cắp nón và có cầm theo một túi vải, đích thị là đội quân phe phẩy. Còn ai cầm 4 năm cuốn sổ gạo hay tập tem phiếu, đó là người xếp hàng đông gạo, mua thực phẩm thuê. Bằng con mắt của kẻ giang hồ, gã như cái radar của bộ đội phòng không thời chống Mỹ. Chỉ cần một thằng ngoắt con tổ gặp tác xã hai ngón lượn từ xa, mọi hành động chẳng lọt qua mắt của gã. Với đám đàn ông hút thuốc lào xuông, đánh rắm rong, nhìn đôi mắt trũng sâu và thâm quầng, nếu không chui ra từ sới bạc sau một đêm thức trắng cũng là dạng đột vòm bất thành. Riêng với những kẻ có nước da mai mái cùng con mắt lờ đờ, chắc chắn là đệ tử của à Phù Dung. Chẳng còn cảnh nằm bẹp bên, bên bàn đèn, đám con nghiện tuy không còn nhiều Chúng vẫn có cách mua cơm đèn rồi đi mây về gió. Khi đã dính đến thuốc phiện, đời tàn như cái lạt. Nhận nha uống chén trà nóng. Dù không sành miệng, chí sẹo vẫn nhận ra đây là loại trà hạng bét. Nó kém hơn so với loại trà mậu dịch có trong túi hàng Tết. Chê đây là trà bồm rác quan tài, kề hơi quá. Gã đang mắt tính nên tặc lưỡi uống tạm. Ngắm những người qua lại. Tất cả như một màu bằng bạc. Còn các cửa hàng mậu dịch, cảnh người xếp hàng từ 3 giờ sáng đã thành nếp. Hàng còn hay hết phụ thuộc vào cô mậu dịch viên đầy uy quyền. Vốn chẳng mộng văn chương thơ phú, giấy báo chúng tuyển đại học chỉ là cớ để gã đồ tài cho những gì mình gặp phải. Lúc rời làng lên Hà Nội làm thuê và bươn trải. Sau đó lấy vỉa hè là nơi kết giao với những kẻ như Tuấn Khỉ, Sương Chó, Hai Lão, Phát Đen chứng kiến cả xã hội quay cuồng, mưu sinh với đồng tiền mất giá. Gã thấm câu, tông đàn là của vua quan, nhà thờ là của trung gian nịnh thần, đồng xuân là của thương nhân, về hè là của nhân dân anh hùng. Thấy sương chó dừng xe đạp trước mặt, trí sẹo nheo mắt bởi tên đàn em ăn mặc bóng bẩy hơn ngày thường, chứng tỏ khoản tiền được chia, thằng này không nướng vào cờ bạc như đám khỉ gấu voi. Tuy nhiên, do quen lái xe ô tô của gara, hắn chẳng cần tậu xe máy để giải quyết câu oai. Bởi xảy ra nếu cần, nó lái ô tô về làng còn oai hơn ông chủ tịch huyện. Khi có tên đàn em được việc dưới trướng, ngồi ô tô đi bắt hàng lậu, chí sẹo cảm thấy gã cùng đám đàn em diễn tròn vai. Người ta hay nói lưu manh giả danh trí thức, gã ngược lại chỉ thích giả danh cán bộ, bởi nó mang lại nguồn lợi khủng, danh trí thức hảo trả để làm gì. Uống đến chén trà thứ hai, Chí Sẹo thấy Tuấn Khỉ chạy xe máy từ trong ngõ Văn Hương, chờ theo hùng gống cùng toàn voi. Kiểu chở kẹp ba với xe Honda Coupe hơi bất tiện vì thớt sau bé. Nhưng với con xe Mins, nhà khói như bà hàng nước nhóm lò lại hợp. Không ngồi nhà Tuấn Khỉ bàn việc, Chí Sẹo hẹn bốn tên đàn em ra vỉa hè do trời mát, chưa kể tránh được tai mắt của mấy bà về hưu trong tổ dân phố. Sau mẻ hàng cuối năm, tháng riêng là tháng ăn chơi cũng hết, tiền chia nhau đã cạn, Nhìn gương mặt đám đàn em háo hức Chí sẹo biết thời điểm khai xuân đã tới Dẫu sao gã thế hội đủ thiên thời Điện lợi nhân hòa Đợi cho mấy tên đàn em hít sáo Trêu hai cô nữ sinh cấp 3 Vừa đèo nhau đi ngang qua Chí sẹo hỏi Xe cổ tối nay chuẩn bị xong chưa Báo cáo đại ca tối nay sợ không có xe Nghĩa là sao Xương chó ngãi đầu gãi tai cho biết con xe u át trong gara Theo hẹn sáng mai khách sẽ đến lấy không ngờ hôm nay họ lấy sớm đi có việc. Hiện nay trong gara có một xe tải diêu 130 của bên sĩ nghiệp Lâm Nông Sản nhưng không chắc là chạy ổn vì thợ cứng chưa bắt được bệnh. Chẳng có xe ô tô giả làm xe công vụ như mọi lần. Chỉ sẹo thoáng nhíu mày vì trường hợp bất khả kháng. Rất nhanh sau đó, gã điềm nhiên phân việc. Tối nay, thằng xương chó ở nhà nghe ngóng tình hình. Những thằng còn lại sẽ đi hai xe máy đón lõng. Trận này đánh nhanh rút gọn. Đại ca yên tâm. Quả này vượt xong, em tính đi giải đen một bữa. Chưa làm, đã đòi hốc, quá lợn vai kinh tế. Lấy trong túi ra tờ giấy có ghi biển số xe ô tô tỉnh Hà Nam Ninh. Xưng cho thông tin chi tiết. Gã tài xế của bên đoàn xe tươi sống có nhiều bao tải dép đông lào, quân bò, áo phông thái trong tổng xe khi mang về Hà Nội tiêu thụ. Tuy nhiên mặt hàng giá trị nhất chính là những thùng thuốc tân dược. Chúng được quy đổi thành vàng, đặc biệt là những loại biệt dược. Theo nguồn tin có được, chuyến này về Hà Nội sẽ tài trợ thuốc Tây nên giá trị khó đong đếm ngay được. Bốn chén trả mới được gọi cùng bao thuốc ba số. Trên khuôn mặt của những kẻ sắp đi cướp hàng, giờ như bừng sáng khi nghĩ đến cục tiền sắp rơi vào tay. Quần bò hay áo phông, dù bắn chạy nhưng không nhanh bằng thuốc tân dược. Trước kẻ thông thuốc vẫn gọn nhẹ hơn những bao tài hàng không mất chỉ vàng để mua tin từ chim lợn chẳng lo mua bé uông hớt váng chí sẹo nhầm tính sau phi vụ đêm nay gã tậu luôn ngôi nhà trong ngõ thông phòng vậy là giấc mơ an cư lạc nghiệp sẽ thành hiện thực rít một hơi thuốc gã vươn vai đứng dậy không quên nhắc tao cấm thằng nào dính đến gái rồi đen hơn chó mực sắp đến ngày cưới thấy vợ ôm ngén nên chí sẹo muốn lan nghề bán hàng vài hôm nhưng tham công tiếc việc vợ gã vẫn chẳng chịu khuyên chẳng được, gã chỉ mong 9 tháng 10 ngày qua mau. Lúc được làm mẹ, chắc vợ gã không rời đứa trẻ nên khỏi bán hàng. Trong suy tính của mình, khi con của gã đầy năm, với lúc ông ngoại của bé mãn hạn tù, lúc đó dọn ra ở riêng để chẳng phiền đến ai. Mua xong chiếc bếp dầu trắng men, chí dạo phi xe về khoai vợ. Từ nay khỏi lo than ẩm củi ướt mỗi khi trời mưa gió. Còn dao hóa mua một can 5 lít dùng thoải mái. Giá kể nguồn điện không phập phù, gã mua ngay bếp điện về dùng cho sướng. Khổ nỗi nửa đêm điện mới khỏe, lúc đó ôm ngủ vợ sướng hơn. Ngày xưa, ngôi nhà này được coi là khá giả vì xây tường gạch và lợp ngói, trong khi nhiều nhà quanh đây vẫn lợp mái giấy dầu. Có ở trong chăn, bởi biết chăn có giật. Vỏ bên ngoài như vậy, kỳ thực nhiều bên ngói đã mùn nên Lão Tùng Hiếp nhét tạm mấy miếng tôn còn tường gạch đã bong chóc nhiều chỗ mái nhà xây thấp nên mùa hè rất nóng do lợp ngói không có tiền làm trần la phong Lão Tùng Hiếp căng bằng những tấm cót ép đã quang dầu khổ nỗi trên đó thành ổ chuột nhớ lại hồi vào buồng trong đánh bạc chỉ xẹo nghe thấy chuột chạy thành đàn trên trần ngay khi dọn về sống cùng vợ gã cho dỡ hết những tấm cót ép sực mùi nước đáy chuột chưa kể vô số những viên bé như hạt đậu đen do lũ chuột ý ra. Đầu năm, thời tiết mát mẻ, gã tính vợ sinh con vào mùa hè, nếu không chống nóng tốt, đứa bé rôm sẩy sẽ khóc dai hơn đỉa. Đi dọc lại đi ngang, dùng chân đo diện tích ngôi nhà. Chí sẹo muốn làm trần la phông kiểu mới, nó xếp phẳng và có thêm lớp chống nóng. Hôm trước phụ vợ bán hàng cạnh trường Huy Văn, thấy bọn trẻ con cầm đám sợi màu vàng như lâm cu ly, Gã hỏi thì được biết chúng nó lấy trên trần của lớp học. Sau chiến tranh, ngôi trường được Thụy Điển viện trợ xây dựng. Họ làm trần chống nóng, vì cả dãy lớp học lợp mái tôn. Còn đám lâm cu ly thật ra là những sợi thủy tinh chống nóng, cần một lúc là ngứa tay. Không kiếm được sợi thủy tinh, chí sẽ muốn làm trần la phong, nhưng khoảng cách từ mái ngói tới trần, gã sẽ nhét những bó dạ khô. Nhờ vậy sẽ cản được nhiệt từ mái ngói xuống. Dơm dạ ở quê luôn sẵn, cách làm đã có gã áng chừng nếu tập kết đủ nguyên liệu việc làm trần chỉ mất đúng một ngày trời không quá lạnh chí sẹo vẫn khoác ấm bu rông ra ngoài bộ quân phục chạy xe máy qua nhà tuấn khỉ trời bắt đầu nổi gió lúc này chí sẹo thấy việc bỏ chỉ vàng mua ấm bu rông của đức là quyết định sáng suốt nó quá ấm để ra cánh đồng làng bốc mộ hoặc leo núi vào mùa đông còn chạy xe máy lượn phố chẳng phải xoa cao sao vàng cho ấm không chạy sang cầu đuống cũng chẳng lo đứng chốt chặn tận ba la bông đỏ lần này chỉ sẻo cùng đoàn đem phi xe máy xuống ngọc hồi bởi đoàn xe tải tập kết tại đó nhờ thông tin về biển số xe gã chẳng lo mất công mỏ mẫm dù mọi thứ chìm trong bóng tối chỉ sẻo thấy quán nước khuất nẻo vẫn có ánh đèn dầu le lói duy có điều mảnh đã buông chứng tỏ đám lái xe ngồi đánh bạc chờ sáng mai đi nhận hàng đứng quan sát cabin của xe cần kiểm tra đôi mắt như cú vọ của chí sẹo vẫn nhận ra đúng lửa hồng bé bằng đầu ngón tay út đó chính là đầu thuốc lá và rực sáng khi gã tài xế rít một hơi khi xe ô tô lưu thông trên quốc lộ 1 a chí sẹo thấy khỏi cần lập tổ kiểm tra liên ngành bởi vợ diễn đó đã nhạt sai tuấn khỉ cùng toàn voi ngồi sẵn trên xe máy con gã và hùng gấu tiếp cận cabin tay nắm chắc con dao găm chí sẹo nhắc tên đàn em đi lùi lại phía sau gã muốn khuất phục tài xế bởi nếu không muốn bị xiên tên đó chỉ còn cách mở khóa thùng xe con đường dẫn vào làng khá rộng một bên là những cánh đồng lúa với dạng nhãn soi bóng xuống kênh tới tiêu nội đồng bên còn lại vẫn là hồ rau muống rộng tới chục mẫu tận dụng những bờ tường của sườn mộc và một quán ăn chuyên phục vụ khách phương xa cánh tài xế đậu xe sát tường đợi bốc hàng lên thay cho hàng xuống do vậy những quán xung quanh có thêm đám khách thường xuyên và chịu chi đêm nay chí sẽ muốn ra tay sửa đẹp tên tài xế trước khi ăn hàng Gái biết bọn này cũng thuộc dạng cứng đầu cứng cổ nhẹ không ưa chị ưa nặng nói nhiều đâm phí giật mạnh cánh cửa xe ô tô chí sẽ xứng người khi một họng súng đen ngòm chị ớt thẳng vào người ngay phía sau tên đàn em là hùng gấu đắp bắp nhiều ca lắm đại ca cỏ úa hay lá mạng cá chìm. Từ trong quán nước, đám tài xế nào ra. Hóa ra, họ là công an mật đã phục kích từ trước. Bởi vậy, tên đàn em thông báo là cá chìm. Khác hẳn với công an mặc quân phục màu xanh lá mạ hay bên an ninh mặc màu cỏ úa. Suy nghĩ nhanh trong đầu, chỉ sợ biết không kịp tháo chạy. Nhưng lũ đàn em thì có. Gã bất ngờ chộp tay vào khẩu súng giật mạnh. Ngay sau đó, tung chân đạp hung gấu xuống hổ rau. Gã biết, tên đàn em chuyên bơi nội và câu cá ở Hồ Tây, chẳng lo chết đuối. Dù là lính đào ngũ, trí sẹo sử dụng thành tạo vũ khí, nhưng gã không giải gì nổ súng vào người công an đóng giả tài xế. Thay vào đó, gã bắn chỉ tên lên trời nhằm đánh động, ném khẩu súng xuống đất. Bị tới bốn người mặc tường phục xông tới mè tay vít cổ, trí sẹo chấp nhận tra tay vào còng số 8. Gã mỉm cười khi thấy hai xe máy lao nhanh về hướng Hà Nội. Như vậy lũ đàn em khắc biết cách lặn sâu sủi tăm. Ngồi trên xe con măng ca, trí tặc lưỡi vì đúng như câu tham thì thâm. Giá kể đợi tuần sau cưới vợ xong lại đi một nhẽ. Lần này không nhanh chóng ra tù như lần trước. Có một điều trùng hợp, đầu năm ngoái gã bị bắt vì tội đánh bạc. tưởng vận hạn đã qua, ai dè đầu năm nay còn dính nặng hơn. Xét cho cùng đen hơn chó mực. Không có thời gian nghỉ ngơi, cuộc hỏi cung được tiến hành khẩn trương. Chí sẽ tỏ ra hợp tác, nhưng trả lời nhát gần gã sợ nhất bị công an phát hiện phi vụ cướp chục cân thuốc viện của tên tài xế giấu trên xe cứu thương bởi dễ dính án rửa cột điệp khúc không biết được trí xẻo áp dụng gã khai rõ việc mình đạp hùng gấu xuống hồ vì tưởng là công an thực chất hai người chẳng có quan hệ vị đại úy công an có đôi mắt sắc lẹm như nhìn thấu tâm địa đen tối bất ngờ hỏi cậu nói chỉ là ăn cắp vật sao lại mặc quân phục của công an rồi đeo xào cột báo cáo cán bộ Em mua bộ này ở đường Nam Bộ mặc cho ai? Cậu nghĩ chúng tôi là trẻ con sao? Em đâu dám, nhưng đó là sự thật. Lần đầu tiên bị tống vào hỏa lò, dù đã nghe nói nhiều về những kẻ giang hồ tứ xứ, chỉ sẽ biết trong này không giống như trong buồng tạm giam của quận hồi năm ngoái. Chẳng có mộng xưng hùng xưng bá trốn lao tù, gã vẫn quyết gồng mình để đối phó với những kẻ khác. Gió tới, chẳng nhẽ đại bàng không cất cánh bay, gã tự tin nghĩ vậy khi cánh cửa sắt hé mở chí dạo bước vào thấy buồng khá rộng nhưng số kẻ ngồi người nằm ken cứng lâu không bị tống giam mùi hôi hám từ chỗ đi vệ sinh mùi hôi bốc ra từ quần áo của đám trong này khiến gã khó chịu chưa nhận ra đâu là đại bảng nơi đây chí dạo bất ngờ nghe thấy tiếng quát mày làm các bố mất ngủ sao không mau khai báo vào đây tội gì giả danh công an điên cấp giật súng bắn chim trên trời cả buồn dám nhốn nháo nhiều kẻ chẳng ngờ con mai mới dám giật súng của công an như vậy cũng đáng mặt anh hào trong lúc chưa có kẻ nào lên tiếng chí sẹo mắt đào như giang lạc gã cần biết rõ kẻ nắm quyền sinh quyền sát nơi đây bởi nguyên tắc đánh rắn dập đầu là chìa khóa để tồn tại đôi mắt đã quen dần với thứ ánh sáng yếu ớt chí sẹo nhận ra một gã cởi trần để lộ cơ bắp cuồn cuộn ngồi dựa lưng vào tường xung quanh có gần chục thằng đầu trâu mặt ngựa túc trực đích thị là đại bàng trốn này Tiếng một gã ngồi phía đó vang lên. Mày là vương làm tướng bên ngoài. Đã vào đây. Phải học nội quy. Đã nghe nhiều về sự tàn khốc trong này. Chỉ sợ biết tội của gã chắc còn lâu lắm mới được ngồi trà chén nơi vỉa hè. Còn phố hàng bột ngay ngõ văn trường vắng bóng gã. Chẳng vì thế kém sôi động. Còn lang sỏi đương nhiên không cô thì chợ vẫn đông. Khi chẳng còn đường lùi, át vài tiếng, hiền quá rồi sớm đến ngày dỗ đầu, nhằm thể hiện bản lĩnh gã phải trụ được màn trào buồn đêm nay đặc biệt sẽ phải đối diện với tên đại bàng khi nãy trong phòng hỏi cung sau khi khám xét gã bị bắt phải cởi bộ quân phục công an tranh thủ lúc hai cán bộ xét hỏi đang trụm đầu trao đổi chí sẻo đã vặn được chiếc đanh khuy làm vũ khí trước khi vào đây gã lồng đanh khuy vào ngón tay đeo nhẫn rồi nắm lại bây giờ là lúc quay ngược đầu đinh nhọn hướng ra phía trước để táng thẳng vào mặt những kẻ gây chiến không phải một mà tới bốn thằng tiến lại chí sẹo lùi dần về phía tường nhằm đề phòng đánh úp gã chợt thấy thêm hai thằng nữa từ trong góc tối bước ra vậy là trận chiến phải diễn ra dù muốn hay không chàng văn xin rồi cống nộp thức ăn như mấy con bạc bị học nội quy không bài mép man xin giống bọn chuyên ăn cấp xe đạp chí sẹo nghiến răng vung nắm đấm sắt theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng gã quyết tâm hạ gục sáu thằng nửa phì nửa hồng quân ngay bây giờ ngay khi tên đầu tiên áp tới chí sẹo mím môi vung tay cú ra đòn nhanh và chính xác khiến tên đó ôm mặt gục xuống dù trong buồng tối gã vẫn cảm nhận được mũi nhọn của đánh khuy phát huy tác dụng thói đời ba đánh một tràng trột cũng khỏe huống chi đây là sáu thằng cùng nhảy vào táp lô với những kẻ yếu thế chỉ cần tên trưởng buồng ho một tiếng là sợ đái ra quần riêng hôm nay bị sáu tên quay tròn chỉ sẹo nhếch mép cười vì thấy mình được biệt đãi chứng tỏ dù trong đêm tối thằng cầm đầu vẫn có con mắt tinh đời trong trận chiến không cân sức Chí sẽ biết phải che chắn bảo vệ cái đầu bởi nếu dính trưởng sẽ không gượng được gã lì đòn đánh trả bởi nếu nương tay bọn này sẽ cho gã nằm gục tại chỗ đám phạm nhân trong phòng tự dạt về hai phía để tạo khoảng trống những kẻ thấp cổ bé họng sợ châu bò đánh nhau rồi mũi chết nên đã chui vào góc buồng chưa từng tham gia các hội nhóm côn khu Chí Sẹo vẫn có giang sơn riêng của mình ngoài kia bao năm học võ giờ là lúc phát huy tác dụng giống như một sư huynh của gã từng nhận xét. Khi lời nói bất lực, nắm đấm sẽ giải quyết nốt phần còn lại. Dù muốn lao tới chỗ tên đại bàng để bẻ cánh, chỉ sợ vẫn phải vượt qua lũ hộ pháp kim căng. Nói đúng ra là lũ nửa phì nửa hồng quân. Dính một đòn vào ngực, chỉ sợ loạn choạng, nhưng đã kịp hạ gục đối phương. Gã không muốn bị dồn vào chân tường. Thấy máu chảy ra, gã đoán bọn chúng đã dùng đến vũ khí. Màn chào buồn thường chỉ là những cú đạp và nắm đấm, khi đã phải đổ máu, nó trở thành trận quyết chiến mang tính chất sinh tử. Liếc nhanh đã thấy hai thằng ôn vật nằm sàn, gã tở vào nhẹ nhõm vì đấu với bốn thằng còn lại nhàn hơn. Bọn lưu manh có đông nhưng không mạnh, ngoài mấy miếng cắn trộm, gã không thấy thằng nào xứng mặt là đối thủ. Đưa tay đỡ cô đấm, tự dưng thấy đau nhói, chỉ sẹo biết mình lại dính nhát chém. Gã vùng tay có đeo chiếc đành khuy táng mạnh và mặt kẻ vừa sực mình. Trong này chỉ cần một mảnh bát vỡ, một màu nan hoa xe đạp, hoặc một chiếc đũa cũng đổ tiễn kẻ khác đi gặp ông bà, ông bài. Mừng vì chịu khó hỏng võ nên không ngủ. Chí sẹo lần lượt hạ gục bốn tên, còn hai tên khác lùi dần về phía tổ đại bàng. Đã mang danh chí sẹo, mặc cho máu chảy dòng dòng trên mặt. Nếu có thêm vài vết sẹo nữa, cũng lắm thành chí phèo. Đêm nay, gã quyết ăn đồng thua đủ với kẻ sai đàn em đập mình. Tháo đành khuy từ tay phải lồng qua ngón áp út tay trái. Chí sẹo cầm miếng lon sữa bò được chế thành con dao. Đây là thứ vũ khí lợi hại, vừa khiến gã dính một phát rạch vào mặt, nhưng gã nhanh tay đoạt được, khiến những kẻ lao tới ôm hận. Những cú đá, cú đấm khi nãy khiến chúng tấm đòn, nhưng gã cũng nhận về mình vô số đòn hiểm. Chẳng rõ mình đã bị gãy xương sườn nào chưa, đôi chân vẫn đứng vững bởi gã trụ được. Giá kể đây là ở bên ngoài, bọn này sẽ được nếm mùi thảm khốc hơn nhiều. Trong bóng tối, đám phạm nhân không thể nhận ra tình trạng của những kẻ đánh nhau. Chí Sẹo nén đau bước về phía kẻ đầu sỏ, đám lâu la chẳng dám yên hùng như trước. Dường như đoán được ý đồ của gã, tên được coi là trường buông đứng dậy tuyên bố. Tứ hải gia huynh đệ, thằng em mà lĩnh khá lắm, man chào hỏi coi như xong. Ghét nhất bọn liêu manh còn hay nói chữ. Đứng đối diện với tên này bằng cao hơn mình một đầu với cơ bắp cuồn cuộn, chỉ sẽ biết nếu đấu tay bò không chắc thắng nổi. Chẳng phải tự nhiên tên này được ăn trên ngồi chốc, Khéo hàng tháng còn gửi tiền về nuôi vợ và mấy con bồ ngoài xã hội. Đương nhiên, bàn lĩnh hơn người. Thấy đại ca nói vậy, đám tổ phì răm rắp tuân lệnh, còn chỉ sẹo buông thõng tay, gật đầu tỏ vẻ chấp nhận. Cởi trước áo may ô đã rách để lau máu đang chảy trên mặt. Gã bước nhanh tới chỗ tên trường buồng để sau khi bắt phạm mới học luật sẽ có quyền sinh quyền sát trong này. Thần thiêng nhờ bộ hạ, sáu thằng tay chân đất lực đã bị đo ván bốn thằng với đầy người thương tích hai thằng còn lại bị át vía chẳng dám ho he do vậy chí xèo quyết trời sát ván nó giống như khi gã chọn đặt cửa ở sới bạc chấp nhận sự may rủi gã không muốn mình trở thành một thằng đệ dưới trướng tay trưởng buồn bởi hắn tuổi tôm không đáng tuy thế sự may rủi ở đây theo nghĩa khác nếu tên trưởng buồn có quan hệ với quản giáo đời gã như cái lạt không giống như mấy buồng giam đám phạm nhân đã thành án đây như bến xe kim liên đưa khách đi các nơi nhưng trước hết phải qua tòa án mua vé gã biết đợt này vé dành cho mình là chặng đường xa thủ đô được gọi là đất thánh nhưng trong này quy tụ đủ mặt anh tài nhiều kẻ trả buồng năm nay sang nam bị vào lại trả buồng tiếp còn đại bàng chẳng thiếu áp sát tên trưởng buồng chí sẹo vung tay rồi gàn giọng giờ đây lật mày học lời nội quy bố chưa xong lưỡi dao tự chế bằng lon sữa bò đi ngang cổ bằng tay phải còn tay trái đeo đành khuy táng thêm một cú bồi mạnh không kém bởi chí sẹo dùng dao hay đấm hai tay như một đêm nay gã coi tên trưởng buồng như bao cát nhưng chỉ cần hai cú liên tiếp đã khiến tên trưởng buồng ôm cổ gục xuống nhìn chẳng khác nào đại bàng gãy cánh cả buồng giam nhốn nháo chí sẹo nhanh tay ném hai món vũ khí tự chế vào góc buồng rất nhanh sau đó gã bị quản giáo tống ngay vào phòng biệt giam và cùm chân đây vốn là nơi dành cho những kẻ đặc biệt nguy hiểm cần cách ly không chỉ khỏi cộng đồng mà với chính các bạn tù toàn thân đau nhức vì đòn thù dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo chí sẹo không buồn ngủ gã bắt đầu ông hồng hát dù biết việc đó chỉ tốn hơi còn nơi này chẳng ai nghe thấy anh đây lãng tử không nhà cái áo đi mượn cái quần đi xin dẫu nghèo nhưng khối em mê xà phòng cũng chẳng phải mua quần đùi được tặng gọi là làm tin cửa buông biệt ra mật mở chí sẹo được hai phạm nhân tự giác dìu ra ngoài Gã bị nhốt trong này có hai tuần, nhưng dài như thế kỷ. Dù bị trói mắt vì ánh nắng, Chí Giảo vẫn như cảm nhận được thanh âm cuộc sống. Không bận tâm mình sẽ bị tống vào buồng nào, khi đã bẻ gãy cánh đài bàng, gã tự khắc ngồi chiếu trên. Có lẽ trong thời gian bị cùm, tin tức về trận chiến đã được đám phạm nhân biết tới. Nhìn ánh mắt của chúng là đủ hiểu. Trong những ngày bị cùm, Chí Giảo được một phạm nhân tự giác mang cơm tới cho biết. Tay trưởng buồn bị gã hạ gục được gọi là Châu Điên, bởi hắn có sức khỏe hơn người, nhưng tính khí điên khủng. Châu Điên, tên thật là Nguyễn Thanh Châu, giang hồ vẫn gọi là Châu, vì có thời gian gã đó chuyên trộm Châu bò xẻ thịt. Châu Điên vào tù ra tội nhiều lần, chẳng phải dạng sống lâu lên lão làng. Hắn ra tay với mà mới tàn độc không kém. Đúng như trí sẹo dự đoán, ngồi trong tù nhưng Châu Điên sướng hơn vua còn hắn vẫn tru cấp đầy đủ cho mụ vợ cùng một con bồ xuất thân từ hồ Hà Lê. Lê bước vào phòng, chỉ chào thấy đám phạm nhân vội dạt ra. Vị trí của gã trong buồng giờ đã khác. Dù chẳng muốn làm đại bàng, gã quyết không làm chim sẻ nên mặc nhiên nhận sự cung phụng của đám đàn em. Chưa được gặp người thân, chỉ sẽ biết đợi lúc thành án, biết đâu người đi tiếp tế cho gã chính là cô vợ sắp cưới. Hỏi tên đang đấm bóp cho mình, biết đã qua ngày 28 tháng 2 âm lịch, gã thở dài thườn thượt vì ngày cưới đã qua tự dưng thấy tiếc vì không cưới sớm gã rùa con mụ hòa bán nước đầu làng đã nhặt đầu ngày xấu khiến đám cưới chẳng thành một thằng người choắt như con nhai bén xuất hiện ở trong này mọi người gọi là tín nhà thổ mặc dù trước khi vào đây y chưa từng chân dắt gái ăn xương tín nhà thổ lễ phép mời chí sẹo tầm bồ cho lại sức dẫu sao trong phòng biệt giam được ăn cơm gạo hầm với miếng cá khô cũng phúc bảy mươi đời ngắm miếng giò cùng phong lưng khô chí sẹo gật gù giàu nhà kho no nhà bếp còn mày quản nhà thổ thì sao đại ca khéo đùa em số hầm hưu chưa được cầm cổ tay con bớp nào định văn vờ phải không thôi đại ca dùng bữa cho lại sức còn đi cung chúng mày nghĩ quả này tao lĩnh mấy gậy lão thanh tầu già hôm hem bị bắt vì tội làm tem phiếu giả đang gà gật nghe chí sẹo hỏi liền sán lại gần muốn lấy lòng đại ca vào đây, biết mình sức yếu, một cú đấm thì thiếu, hai cú đạp đâm thừa. Lão hay nhận kể chuyện theo tích xưa bên xứ tàu. Đám tụ tội luôn thích nghe những chuyện kiểu giang hồ hào hán. Nhờ vậy, lão chẳng đến mức phải hạ mình cầu cạch. Trường buông đến rồi đi, khác nào câu dân vạn đại quan nhất thời. Thấy vị này bản lĩnh hơn người, lão bấm đốt ngón tay, rồi quả quyết bằng giọng như quân sư thời Tam Quốc. Hào hán nhập trại, thật tứ niên, bất cứ hồi ra tín nhà thổ nói xen vào tôi làm tiền giả làm tem phiếu giả như là lão ấy nếu bị án 14 năm tù chẳng oan em nghĩ đại ca chỉ lục nên tứ nguyệt tức 6 năm 4 tháng hóa ra trong tù rảnh rỗi cả lũ nghe lão thinh tàu nói nhiều thành quen bây giờ hễ mở miệng nói tiếng việt lại xen vài câu theo lối cổ may còn chưa hâm đến mức gọi nhau là huynh đệ thuốc bá vốn chẳng ưa bọn sổ nho còn lươn lẹo chí sẽ bực mình chửi <laughs> mẹ kiếp vào tu còn bài đặt nói chữ khác nào đã té re gặp ngay thuốc sổ quý vị và các bạn thân mến chúng ta kết thúc tập 7 của cha và con trai tại đây rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn hẹn gặp lại mọi người trong tập 8. còn bây giờ đình duy xin chào chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc